Đó thì mấy cái núm mình sẽ hàng theo như vậy nha các bạn nha. Đó. Ở trên mình cũng sắp núm mình hàng vô luôn. Đó, cái chỗ nào có đố ngang là mình hàng mấy cái núm vô cho nó nổi lên cho nó đẹp. Đó, còn ở trên cái đầu thì mình sẽ chụp cái chụp sắt nhọn vô. Đó. Hello anh chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Phúc Thiên Vlog mình nha các bạn. Ngày mới xin chúc cho tất cả các bạn có thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Thì hôm nay mình có làm cái hai bộ cổng, bộ cửa một cánh với lại bộ cửa bốn cánh. Đó, thì sẵn mình quay cho các bạn nào mới vô nghề chứ chưa biết nghề để các bạn biết cái hình thức làm với lại là nhận cái giá bao nhiêu để mà làm không bị lỗ công nha. Đó, thì ở trong video mình đang quay đó là mình sử dụng khung cánh là 36, còn đang mấy cái đứng là hộp 24 nha các bạn. Đó thì ở đây mình sắp hoàn thiện xong cái cổng rồi nè, thì mình quay một vòng là mình hướng dẫn các bạn cái khoảng cách thả là bao nhiêu rồi nhận giá bao nhiêu. Đó thì mình quay một vòng cho các bạn nó xem, còn các bạn nào đó là thợ thầy thì xem cho vui hoặc lướt qua giùm cho mình nha. Đó thì ở đây mình sử dụng là cánh là khung cánh là 36, đây 36 là sử dụng 36 1 ly 4, còn cái hộp 24 thì các bạn làm 1 ly 2. Đó, khoảng cách ở đây mình thả là 5 phần rưỡi. 5 phần rưỡi nè, khoảng cách cỡ cái này là 5 phần rưỡi nè. Đó, còn cái này là hộp 24. Đó, cái hộp 24, còn cái khung là hộp 36. Đó thì ở đây mình có cắt mấy cái khúc này để lát nữa mình hàng vô để làm cho nó kiểu cọ cho đẹp nha các bạn. Đó mình làm lát nữa mình cắt mình hàng vô đây nè, bỏ đưa cái cây kia lên bỏ đây. Đó, nó sẽ như vậy nha các bạn. Đó rồi cái đây là cái mặt tiền nè. Đó thì mẫu này thì mình làm như vậy là mặt tiền nè, lát này mình sẽ hàng mấy cái núm, hàng mấy cái núm theo mấy cái cây sắt nè. Đó để cho nó mình vài bữa nữa mình sơn cái màu này, màu xám sinh pha rồi xong rồi hàng mấy cái núm màu đồng lên cho nó nổi lên cho đẹp nha các bạn. Thì ở đây là sẽ gắn nắp chụp sắt vô. Đó, mình sơn màu đồng xong mình gắn vô sau. Đó thì ở chỗ đây mình sẽ hàng cái bản lề xây nha các bạn, bản lề con rùa, bản lề xây ở trên dưới. Thì khi nào mình sơn thành phẩm mình đi ráp mình sẽ làm một cái video nữa để mà mình quay cái cách mình ráp như thế nào để cho các bạn mới vô nghề chưa biết nghề để các bạn xem nha. Đó thì mình đứng gần đường nên nó hơi ồn, mong các bạn thông cảm. Thì ở đây cái cửa mình chiều ngang của nó phủ bị là 1m2, cửa này một cánh nha, cửa phụ. Đó còn cao lên là 2m, cao phủ bị 2m. Thì ở đây mình còn một bộ cửa bốn cánh nữa, thì mình sẽ ra bộ cửa bốn cánh thì mình sẽ quay sau. Thì ở đây mình nói sơ hình thức như của cái bộ cổng này đó, với lại là cái giá của nó là bao nhiêu. Đó thì ở đây các bạn nhận giá cho mình là 900.000 một mét. Đó 900 nha, 900 là khoảng cách là nó như vậy nha. Đó ví dụ nhiều chủ nhà người ta đòi hỏi các bạn thả là khích lại, ví dụ như ở đây là mình thả 5 phân rưỡi nè, nếu mà chủ nhà người ta yêu cầu các bạn thả 3 phân mấy 4 phân á thì cái độ khoảng cách nó nhỏ lại thì cái sắt mình nó sẽ hao lên. Đó thì mình phải thêm sắt vô thì cái độ hở này nó mới nhỏ lại, thì các bạn nhận giá lên tí xíu nữa. Đó còn ở trong video này là 900.000 một mét nha các bạn. Các bạn bao sơn, đó, bao sơn lắp ráp thành phẩm cho người ta. Thì ở đây là mình sẽ sơn màu xám sinh pha đó, với lại là sơn mấy cái màu hàng mấy cái núm nữa. Núm thì nó có 3 loại nha, loại to, loại trung với lại cái loại nhỏ, mình sẽ hàng cái loại trung. Đó thì ở đây sử dụng cái hộp 24 nó nhỏ nên là mình xài sử dụng núm trung mình được rồi. Đó ví dụ còn ví dụ các bạn sử dụng mà cây đứng đây là hộp 36 hết á thì các bạn phải làm cái núm lớn. Đó, hàng cái núm lớn thì nó mới cân xứng được cái cửa nha. Đó rồi thì bây giờ mình sẽ mài mấy cái đầu này xong mình đưa vô mình hàng. Đó, hàng chết hết rồi xong là hàng núm rồi thành phẩm rồi mình quay một vòng nữa để cho các bạn xem. Đó thì như trong video mình đang làm đây là cái 36 thì các bạn cái dàn khung á là lúc nào bạn phải làm sắt 1 ly 4 để cho nó gánh cái cửa. Đó, còn ở trong các bạn có thể đàn ly 4 cũng được, hàng ly 2 cũng được, tùy theo các bạn muốn thả như sắt dày mỏng thì tùy các bạn. Đó như trong video này là mình hiện tại mình xả 24 1 ly 2. Đó cái đứng là 24 1 ly 2. Đó còn mà cái khung thì là 36 1 ly 4. Đó
cái này mình hàng hết, hàng chết hết rồi, mình hàng đúng rồi, mình quay một vòng nữa mà để cho các bạn xem cái hoàn thiện cái cửa nó như thế nào đó. Còn mình sơn xong rồi mình đi gắn bản lề rồi vô thì mình sẽ quay một vòng nữa để cho các bạn xem. Thì còn một bộ cửa bốn cánh nữa đó, thì mình sẽ quay mình quay từng đợt để mà mình quay từng video để các bạn xem, các bạn dễ hiểu đó. Chứ mình làm video dài quá sợ nhiều lúc các bạn xem các bạn không có dài quá, các bạn xem các bạn hay tua nên là sợ các bạn không có hiểu á, nên là mình làm video nào ra video nấy để các bạn xem các bạn dễ hiểu nha. Thì ở đây ví dụ các bạn hàng chết nè, hàng chết cái cửa thì cái khúc trên á, các bạn hàng cái mối hàng ở trên đó, hàng hai bon là được rồi đó, hàng cái đường ở trên này để mình giấu mối hàng á đó. Còn khúc dưới này thì các bạn hàng chết ở dưới lại đó, để người ta đứng ta nhìn, nói chung mình giấu mối hàng để nhìn cho nó thẩm mỹ nha các bạn đó. Rồi thì cái này là cái mặt tiền nha đó. Còn có nhiều cái cổng á, thì mặt tiền nó sẽ là quay lật lại đó. Còn cái mẫu này á, là chủ nhà chọn là mình làm cái này là mặt tiền đó. Rồi thì bây giờ mình làm xong mình quay một vòng nữa cho các bạn xem, mình hoàn thiện cái cửa xong mình sẽ quay một vòng nữa nha. Thì đây cái cửa mình nó lên như vậy nha các bạn. Rồi còn hàng mấy cái núm nữa là xong đó. Đó, hàng mấy núm nữa là xong rồi mình mài rồi mình sơn thôi. Đó thì ở đây cho mình quay bên sắt mỹ thuật xíu. Thì ở đây anh em nào thợ thầy có làm cửa cổng hàng rào ở lan can cầu thang sắt mỹ thuật thì liên hệ cho mình nha. Đó, mình để giá mềm cho anh em làm luôn nha. Đó, ship tới tận nơi luôn. Đó, các bạn chỉ cần đưa số đo, đó, ngang dài rộng bao nhiêu rồi mình sẽ sắp thành phẩm rồi mình sẽ gửi về tận nơi cho các bạn để các bạn sản xuất đó, để giá rẻ cho anh em làm. Có bán luôn đây, có bán bông đồ, bông to bông nhỏ, lá đồ đầy đủ để làm sắt mỹ thuật cho các bạn luôn nha. Đó thì các bạn nào có nhu cầu làm thì cứ bình luận là mình sẽ trả lời hết nha các bạn nha. Đây thì mẫu nào cũng có hết nha các bạn đó. Uống hình lá me cũng có luôn nè, rằng rằng như vậy nè, rồi uống trơn cũng có luôn, uống trơn là như vậy nha các bạn đó. Rồi đây như cái đây cái mẫu này mình làm mình ghép lại nè để mà làm cái lan can nè đó. Rồi chữ C, C nhỏ C lớn rồi mình có uống hết nha các bạn nha. Nói chung là cái mẫu gì mình cũng uống được hết á, chỉ cần các bạn có nhu cầu làm là được, nhu cầu làm là gửi mẫu là mình sẽ gửi mẫu cho các bạn để các bạn làm. Như cái chữ đây á, là để làm cái lan can nè, làm lan can hình cá ngựa nè đó, thấy không đó. Rồi các bạn nào có nhu cầu làm sắt mỹ thuật là liên hệ với mình nha, mình sẽ gửi mẫu và các bạn chỉ cần đưa số đo rồi mình gửi sắt mẫu rồi mình gửi cho các bạn. Nếu các bạn cảm thấy ok rồi thì mình sẽ gửi về tận nhà để các bạn làm nha. Rồi còn cái cửa cổng này là mình nói lại là các bạn nhận giá chọn gói luôn hoặc tư luôn, sơn ráp ráp là 900.000 một mét y như trong mẫu của mình nha. Đó, khoảng cách là 5 phân rưỡi, thưa như vậy là 5 phân rưỡi 6 phân nha. Còn ví dụ khoảng cách mà thả khích nhỏ nhỏ lại thì nó dày sắt á thì các bạn nhận cao lên xíu nha. Đó tùy theo mẫu mã và tùy theo sắt to sắt nhỏ đó. Ví dụ như cái mẫu này mình làm thả là hộp 24 nè, có nhiều nhà người ta đòi hỏi là hộp 25-50 với hộp 36 đó, có thể là các bạn nhận giá khác nha, chứ không phải là lúc nào cái mẫu như vậy các bạn cũng nhận giá đó. Ví dụ như cái mẫu như vậy mà thả toàn bộ là hộp 36 đó, khung cánh là 48 đi, rồi ở trong thêm đen 36 đi thì các bạn nhận phải từ 1.400.000 mới làm được nha các bạn đó. Tại cây 36 nó mắc hơn cây hộp 24 đó, nhiều lúc các bạn không biết các bạn làm cái mẫu này đó, các bạn nhận giá như 900 là lỗ nha các bạn đó. Tại hộp 24 thì các bạn nhận 900, ví dụ thả 36 thì các bạn phải nhận giá 1.400.000 mới làm được nha các bạn đó. Nếu mà các bạn làm cây đứng á, là hộp 36 thì cái khung hoài các bạn phải làm bằng 48 thì nó mới cân xứng được cái cửa nha, chứ cây đứng mà hộp 36 ở hoài các bạn cũng làm hộp 36 thì nó sẽ không có cân xứng cái cửa nha các bạn đó. Các bạn mới vô người chưa biết ngờ, các bạn làm các bạn để ý các bạn làm, có nhiều lúc các bạn không biết nó sẽ không có cân xứng cái cửa đó. Cái dàn khung cánh lúc nào các bạn cũng phải làm bự hơn cái là cái cây thả đứng đó.
thì mình còn một bộ cửa bốn cánh nữa thì mình làm, mình sẽ quay cho các bạn xem đó. Rồi mình hàng núm vô nữa là mình quay một vòng nữa để cho các bạn xem nha. Đó, cái bộ cửa mình thành phẩm nó như thế nào nha. Đó thì mấy cái núm mình sẽ hàng theo như vậy nha các bạn nha. Đó. Ở trên mình cũng sắp núm mình hàng vô luôn. Đó, cái chỗ nào có đố ngang là mình hàng mấy cái núm vô cho nó nổi lên cho nó đẹp. Đó, còn ở trên cái đầu thì mình sẽ chụp cái chụp sắt nhọn vô. Đó. Rồi thì video này mình làm cái cửa phụ này là ngang 1m2 cao 2m đó, mình quay cái hình thức để mà mình báo giá để cho các bạn nào mới vô nghề chứ chưa biết nghề, để các bạn đó biết cái hình thức bạn đó nhận để không bị lỗ công nha các bạn. Đó, rồi các bạn nào đó là thợ thầy thì xem cho vui hoặc lướt qua giùm cho mình nha. Thì còn một bộ cửa bốn cánh nữa, cửa cộng bốn cánh nữa thì lát mình làm mình sẽ quay một video nữa để cho các bạn xem. Đó, mình làm tới đâu mình quay tới đó để các bạn xem, các bạn dễ hiểu đó, chứ mình làm video dài quá nhiều lúc các bạn xem không có hết. Đó, các bạn không có hiểu đó nên các bạn thông cảm cho mình. Đó, các bạn nào có nhu cầu làm phôi sắt mỹ thuật thì quay cho mình nha, thì gọi cho mình nha. Đó. Rồi, bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.